Em xin chào tất cả mọi người nhé. Sáng nay em lại tiếp tục lên một mã sản phẩm cho các bác cùng tham khảo nhé. Và mã đầu tiên lên là mã 1, có giá là 900.000 nhé. Có giá là 900.000 này. Một bức tranh chữ nhẫn với chiều cao là 62, chiều rộng là 38 và dày là 2cm nhé. Đây mặt trước mặt sau đây các bác nhé, được làm từ chất liệu gỗ nhu nghiến các bác nhé. Một bức tranh chữ nhẫn này được làm từ chất liệu gỗ nhu nghiến, nhẫn một chút sóng, nhấn một chút gió yên sóng nặng này, lùi một bước biển rộng trời cao. Tất cả hàng bên em là hàng CNC đục liền khối các bác nhé. Đây phần đây là hoa nu rất là đẹp luôn nha các bác nhé, hoa nu rất là đẹp luôn. Lên cho em là mã 01, có giá là 900.000, chuyển khoản nhất bên em bao ship các bác nhé. Hoặc là các bác chốt đơn thì có thể inbox trực tiếp cho em qua số 0966 328 128 các bác nhé. Một bức tranh chữ nhẫn rất là đẹp. Đấy, các bác xem kỹ giúp em nhé, xem kỹ sản phẩm trước khi chốt đơn giúp em nhé. Giá là 900.000 ạ, 900.000 các bác nhé.